Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad ở dưới khu cảng đây. Đây là trước mặt mình có một tên này. Đang làm gì với anh trai? Rồi một thanh niên nốc. Nghe vẻ khu cảng cái lúc mình nhảy xuống đây cũng khá là đông vui. Này đã bắn nhau rồi đây này. Từ từ đã, mình phải nút thêm súng đã. Ui, cây AK này, đổi sang cây AK luôn. Cầm lúc mà mới nhảy xuống ấy thì mình thường gọi là cầm những cây súng nào mà vã chết đối thủ một cách nhanh chóng, nhanh gọn lẹ thì mình sẽ chọn. Thì một lát nữa nếu mà có thể là clear được thì mình mới đổi sang những cây sniper hay là những cái cây súng táp tiếc gì đấy. Bây giờ thì có cả M4 AK đây rồi. Rồi bắn đang căng thế nhở. À, làm gì vậy anh trai? Bắn mình à? Bắn mình thì làm sao mà được? Là mình nốc 2 rồi. Rồi, ui giời ơi. Bên kho bên này giã giò này. Đây 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 đây. Nào anh bò đi đâu? Mình phải tìm được thanh niên này mình gạt đã. Bò đi đâu bây giờ? Mình chỉ có thể là để lại một bạn thôi. Từ đã. Bên này vẫn còn bắn nhau căng. Mình vào trong đây trước đi. Đây này. Đây này. Một tên nữa. Có cái mũ 2, ngon. Đội vào cho à. Ồ. Bò đi đâu vậy anh dai? Gạt luôn một ông rồi. Rồi một tiếng chân ở bên trái. Đang chạy lên đây này. Ok. Thế là như vậy. Ồ. Như vậy là hai tên này với hai tên vừa mình lốc bên kia là một team anh em ạ. Vẫn còn tiếng chân này. Ba ban này. Sao lại cởi chuồng chạy đâu vậy? Vẫn còn thêm một tiếng chân nữa này. Như vậy là clear thêm một team nữa rồi. Trong khu nhà bắn nhau gắt thế nhở. Đâu rồi? Đẩy vào. À rồi, kia kìa, trước mặt mình kìa. Đứng đứng đây làm cái gì? Rồi, trâu vậy. Ui, bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu bây giờ? Ngồi bơm máu này. Chạy đi đâu? Gạt luôn anh em ạ. Không thể để đẻ trứng được. Rồi trong nhà này có một thằng này. Chạy lên tầng 2 rồi. Mình công luôn. Đang gọi là đang sung. Đâu rồi? Này thì đứng ke cầu thang với mình này. Lại thêm một team nữa ra đi rồi. Bên gọi là bên bên cuối cảng kia vẫn còn bắn nhau rất là căng đét. Mình sẽ đẩy sang luôn. Rồi trong đây đồng thế nhở. Đồng thực sự anh em ạ. Có tiếng chân trên nhà. Mình sẽ công 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 nết lên trước. Này, tặng cho bạn trai nết. Ù tai thì mình sẽ lên. À rồi, nhảy ra, nghe thấy tiếng bom nhảy ra này. Định bắt mình anh em ạ. Bắt mình làm sao mà được. Rồi mình thấy hình như mình thấy người chạy vào trong trong khu này phải. Phải không? Đúng rồi. À, này thì chạy. Rồi thêm một tên nữa. Đây còn một tên ở trước 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 hàng rào này thôi. Mình công lên luôn này. Nào bạn bước ra. Bạn nhảy ra đây này. Như vậy là xong luôn. Được, mình quay lại đằng sau mình hốt luôn cái team đằng sau rồi đã. Bắn nhau nãy giờ ở đây đây. Không biết đâu rồi. Hình như là chạy chạy qua bờ biển này thì phải. Tại vì vừa nãy mình nhìn không nhầm là như vậy. Đâu rồi? Hello anh trai. À, bơi đi đâu? Bơi này. Bơi đi đâu bây giờ? Bơi vào chảo thôi. Ok. Chắc là hết rồi. Ra lấy xe. Ồ. Lại có tiếng. Đang định bảo là ra lấy xe té. Mà lại nghe thấy gọi là một tiếng tiếng gọi là tiếng gọi là con tim đấy anh em. Có tiếng bên này chạy sang. Chạy đi đâu được. Tiếng súng con này hình là con khác anh em ạ. Kia rồi, trong nhà xe. Nào. À. Đứng ngắm nghía ai? Đứng ngắm nghía gì? Thôi, mình cũng té luôn thôi. Mình té luôn thôi. Ok, lấy xe và đi thôi. Ở đây quá lâu là không được rồi. Chúng ta cũng có 14 kill rồi.
Quá xịn sò con bò. Cố gắng kiếm nhiều kill anh em ạ. Thôi được rồi, đi thôi. Ổn hết rồi. Có ai đây không? Úi giời. Đã vừa nói xong thì có chốt luôn anh em ạ. À đù. Úi giời, nhìn anh em nhìn kìa, anh em nhìn kìa. Úi giời ơi, hai cái đầu. Úi đầu thế. Căng thẳng gì vậy? Căng thẳng vậy mấy anh hai? Cho em đi qua được không? Vai thật. Trong cảng đông như thế rồi, mình tưởng là mình giết hết rồi, cuối cùng là vẫn có chốt ở đây. Ui 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 ui. Ui thôi. Đau thế. Đúng chấm máu. Mẹ thật. Mấy anh trai này bắn, mấy thanh niên này bắn ghê thật sự nhá. Mình phải quăng smoke lên, mình sẽ công team này. Còn mỗi quả smoke lên thì mình sẽ chạy sang cái trụ bên phải à, cái góc đấy. Đấy. Ui rồi, có cả thằng đứng bên trái này. Á đủ. Đau thế. Đây đây đây. Mình vào đây mình sẽ công được dần lên. Rồi, ui rồi, mình thấy cả ba tên này. Cho bạn quả nết này, mình công lết trước anh em ạ. À chạy à. Nào, bạn thử chạy đi. Để coi. Mình phải bơm máu lên đã. Ô. Có thanh niên thông chốt này. Này thì đứng này. Úi giời ơi. May quá nhở. Có một thanh niên thông chốt, thế là mình lốc được một ông rồi. Nào, ngó. À, nhảy à. À đủ. Đau đau. Nguyên team anh em ạ. Chỗ này cả bốn ông ạ. Trời ạ. À, ngồi cứu này. Ngồi cứu này. Nốc 2. Đằng sau lại có con bốt nữa. Mấy ông này thơm thế nhở. Nốc 2 bên smoke rồi. Sẽ có phải một tên là chạy sang. Có một tên phải chạy sang này. Rồi nốc 3 rồi. Bây giờ thì sao, có sang cứu không? Thanh niên cuối cùng. Cho bạn 30 giây vừa suy nghĩ đi. Bạn không sang cứu là mình công bạn đó. Nào, sang đi. Ông này hình như quyết định không sang rồi anh em ạ. À. À ha, quăng sờ mốc à. Bây giờ thì mình sẽ công lên luôn này. Công lên luôn này. Không cho ngó ta với mình này. Này thì ngó mình này. Cái gọi là chốt này đã mình đã thông rồi. Bốn thanh niên cam cầu à. Mình sẽ nút nhanh thôi, mình đi luôn. Bò tới đít rồi. Rồi ok rồi. Té thôi anh em ơi. Vào trong kiếm thính. Đây đây, có cái thính trước mặt mình ở ngay vị trí trong ngay viền bò vừa lấy thanh niên nào bắn đây. Không biết là đi chưa. Á à, đủ, có xe. Có xe. Từ đã, mình phải bơm máu đã. Sao im ắng thế nhở? Hình như tên này đi rồi. Thế này có ai trên không? Không có luôn. Hình như đi rồi thì phải. Đây đây, mình sẽ check. Mình sẽ thử đi xem nào. À đủ. Ngó ra. Này thì, úi dồi ôi. Mình dùng gọi là mỹ tham kế anh em ạ. Chở vờ lên xe đi, thanh niên kia lao ra bắn mình luôn ạ. À. Thôi bạn đen rồi. Mình sẽ đi luôn thôi. Không gọi là. Từ từ đã. Hình như chỉ có một tên thôi. Chỉ có một mình bạn đúng không? Đi thôi anh em ơi. Mình không cần nút đồ. Con Wrecking Boy này. À đù cũng. Ông này cũng. À nó đuổi theo mình này. Rồi rồi. Hai ông luôn anh em ạ. Đây đây đây. Dừng lại chơi luôn này. Nào. Bạn nhảy xuống đây. Ui. Toàn toàn. Bạn nhảy xuống đây. Này thì. Úi giời ơi. Này thì chơi mình này. Thanh niên này cũng có một bộ đồ giống mình. Còn một tên nữa đâu rồi. Làm sao. Ui giời ơi. Hai ông. Tưởng thấy mình có một mình. Gọi là lao vào ăn mình luôn anh em ạ. Rồi đã. Có hai ông thôi. Còn cái thính ở chỗ gần khu cảng nữa cơ. Rồi, mình đi cướp cái thính gần khu cảng đã.
Đây, cái thính này đây. Rồi, có tiếng đây rồi. Xe Exciter vứt đây. Người chắc ở trên nhà đây. Rồi, lọc cọc. Á đủ. Ui, sao cũng có luôn ạ. Trời ạ. Căng thẳng vậy. À ha, ông này định công mình. Nào. Bạn định công mình này. Làm sao mà được. Còn một ông trên nhà nữa. Mình vẫn còn nghe một tiếng chân. Bây giờ thì có cứu đồng đội bạn không đây. Chị... À đủ. Ui rồi. Ui mẹ ơi. Mẹ tim mình mà đứng đấy gọi là thêm 0,1 giây nữa này mình ăn quả ốp vào đầu. À đủ, nhảy xuống rồi. Nhảy xuống. Nhảy xuống này. Rồi clear luôn. Clear team này, hai tên bắn thính. Và mình nghe thấy có một tiếng à, kia rồi. Kia rồi, đang chạy kìa. Đang chạy hướng 190 này. Có ốp anh em ạ. Căng căng căng. Xem xác mấy thanh này có gì. X8 này. Có à ha, cũng có ốp luôn ạ. Mình xin nha. Bên trên kia cũng có ốp. Mình phải bắn cẩn thận chứ không là mũ 3 thì cũng gọi là bay mất cái đầu. Rồi rồi rồi. Rồi hai thanh niên, hai gốc cây. Một gốc cây, một tảng đá. Úi dồi ôi, xịt rồi. Lần này thì không xịt đâu. Đốc một tên rồi. Tên này đang chạy này. Úi dồi ôi. Hơi mù mắt. Mình bắn sniper hơi kém anh em ạ. Anh em xem clip hay là livestream của mình thì cũng biết rồi. Trình độ vẩy sniper của mình nó cứ phải gọi là ngu người. Bỏ đi đâu. Gạt giò luôn này. Tại vì mình cũng không hay bắn sniper. Mình chỉ bắn những cúng cây cây táp nữa. Chúng một viên này. Mình chỉ thích bắn những cây táp thôi. Nên là mình cũng không tập vẩy sniper. Nên là trình độ của mình nó hơi ngu người. Nhưng mà có ốp thì mình vẫn cầm. Tại vì ốp mạnh mà. Không cầm thì đúng là phí của giời. Úi dồi ôi. Căng thế nhở. Thò ra. Úi. Ô, sao pha đấy lại không vào đầu? Ui, anh em có xem không? Anh em có nhìn không? Pha đấy ảo thế nhở? Không, ui rồi, định mệnh mình bấm trượt nút bắn. Cái pha đầu tiên rõ ràng nó thò vào giữa cái tâm của mình mà quả đấy mình không bắn được vào đầu ạ. À. Game hơi ảo nha. Nghe nó vẩy phát, à nó táp mình phát đau quá. Còn hai ông ở trên đấy nữa. Đâu rồi? Mình phải vòng ra. Mình phải thay đổi vị trí. Chứ không có cái ông cầm ốp kia. Ông ấy cứ biết mình đứng đấy. Mình thò ra phát. Này, ốp phát ở đầu. Ui dồi ôi. Tầm này mà chết. Thì quá phí. Đang nhiều kill. 23 kill rồi chứ ít gì. Ui dồi ôi. Ghê thế nhở. Đây đây ông này đây này. Thò ra, ui, cái, ơ, sao lại không trúng, ô, hai pha rồi nha, hai pha mình kê đầu mà này bắn, không trúng anh em ạ, à. Lần này thì không có trượt nữa, người ta gọi là quá tăng, ba bận, không thể nào mà có thêm lần thứ ba được, được rồi, mình sẽ công hai ông này, chỉ còn một ông nữa thôi, đằng nào thì bo cũng vào rồi, chơi lớn luôn. Ui con xe này mất bánh rồi. Đây này, đi con trộm chó. Mình sẽ công hai ông này đã. Rồi bắn lại mình này. Không cứu đồng đội à bạn. Bạn ơi, bạn không cứu đồng đội là bạn. Bạn sai rồi. À chạy đây công mình luôn ạ. Này thì chạy tới đây công mình luôn này. Ui ôi, thanh niên này cũng sấy trước anh em ạ. Nhưng mà mình sấy chuẩn hơn. Mình bơm máu xong mình đi thôi. Mình không thiếu cái gì nữa rồi. Tầm này là quá đủ. Vào bo. Vào bo ngồi cho nó an toàn anh em. Từ từ mình đánh con xe. Ôi ôi. Anh gì ơi bình tĩnh anh ơi. Em đánh con xe dịch vào thôi mà. Ôi ôi. Ui. Căng thế. Đâu vậy. Căng thẳng thế nhở. Em đánh con xe vào dịch bo thôi. Gì mà gọi là cáu gắt với nhau vậy. Nằm
Thằng này, ui ôi, lại không vào đầu ạ. Ui, 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 cái gì đây? Anh ơi. Ui, tôi chết mẹ tôi rồi. Ui, cha mẹ ơi. Sao lại vẫn có thằng đằng sau? Ui, rõ ràng vừa cái lúc mình tới là mình chết rồi mà. Ma ơi, quỷ thần ơi. Tí nữa thì mình chết ạ. Ô, tại sao thanh niên lại bắn mình một nhịp xong rồi lại dừng nhở? Hay là căn đam xịt ta? Ma, tí nữa thì tôi toàn ạ. Tí nữa thì cụ Trần đi... Cụ đi chân lạnh toát. Một tên vừa lấy ở trên này mình bắn xịt đầu anh em ạ. Vậy sniper hơi kém. Thôi nhưng mà méo mó có hơn không. Đâu rồi? À đây này. Đang táp tui này. Úi ôi, bên khu nhà cũng có này. Đâu rồi? Trong tán cây. Trong. Úi lại bấm xịt ạ. Lần này thì không xịt đâu. Ui lại xịt ạ. Lần này. Ui giời ơi. Đến tầng lần thứ 3 nó mới chết anh ạ. Vẫn là cái câu quá tàng bà bận. Trong khu nhà vừa bắn mình. Còn 4 tên nữa. Ăn được cả 4 là mình sẽ được 31 kill. Ui. Được thực sự nha. Nó vẫn bắn mình này. Thôi kệ đi. Mình không quan tâm lắm. Cái của mình, ui, mình vẫn trong bo anh em ạ. Bo đẹp, bo đẹp. Bo này mà không top 1 nữa thì thôi. Đúng là một sai lầm của Linh ATM anh em ạ. À, chạy vào hòn đá. Rồi, một tên ở trên, một tên trong nhà. Được thực sự nha. Rồi, quăng sờ mốc chạy bo này. À, quăng sờ mốc. Rồi, bắn nhau rồi. Bắn... Ô, mình gạt được rồi. Bắn nhau rồi. Ui, đừng anh ơi. Anh đừng chết. Đâu, đừng. Ui, trời ơi. Ui, phí thế. Trời ạ, đây còn một tên này. Nằm đây này. Ui, cha mẹ ơi. Mình gạt được tên kia có phải là mình 30 kill không? Phí quá anh em ạ. Nói chung là 30 kill hụt. Ok, clip của mình thì cũng dừng ở đây thôi. Đem lại cho anh em một cái top 1 đến 29 kill. Đừng quên like và đăng ký kênh nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye.